bị phạt 8,5 triệu đồng vì lấy tai nghe của người khác ở sân bay. Theo Zing News, ngày 11 tháng 12, đại diện cảng vụ hàng không miền Nam tại thành phố Cần Thơ xác nhận đơn vị đã phạt hành khách NVT, 31 tuổi với số tiền 8,5 triệu đồng vì lấy một tai nghe không dây của một người bỏ quên tại sân bay Nội Bài. Trưa 10 tháng 12, đội an ninh cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhận được thông tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài về việc một hành khách đi chuyến bay từ Hà Nội đến Cần Thơ đã lấy một tai nghe nhãn hiệu Marshall. Tài sản này của hành khách khác bỏ quên tại điểm an ninh soi chiếu trong khu vực cách ly. Hình ảnh camera tại khu vực soi chiếu, đội an ninh cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã mời anh Tý làm việc khi người này vừa xuống máy bay. Trình bày với lực lượng an ninh sân bay Cần Thơ, anh Tý thừa nhận hành vi sai trái.